về chất lượng giảng dạy, những tiêu chuẩn về số lượng, diện tích lớp, diện tích trường phù hợp với điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự quan tâm của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm. Tháng 8 năm 2015, trường mầm non thị trấn Châu Quỳ chính thức được khởi công xây dựng trên diện tích gần 8.000 m2 trong khuôn viên khu đô thị 31 ha thị trấn Châu Quỳ với tổng đầu tư giai đoạn 1 là 36 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà và Phát triển Hạ tầng Hà Nội là đơn vị thi công. Sau 210 ngày, công trình đã hoàn thành với hai dãy nhà 3 tầng kiên cố. Tổ hợp các khối chức năng chính trong công trình là một tổ hợp khối bao gồm 12 phòng học khang trang, khép kín, được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học cho trẻ. Các khối lớp học và các không gian chức năng khác như khu bếp ăn, khu hiệu bộ và các không gian phục vụ bao xung quanh tạo thành sân trong và hành lang chuyển tiếp liên tục giữa các không gian với nhau. Bao quanh công trình là dải cây xanh, tạo cảnh quan môi trường và khí hậu tốt, nên không gian biệt lập để các cháu có sân chơi trong lành. Nhằm hiện thực hóa không gian xanh, Ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ kêu gọi các cơ quan đơn vị ủng hộ xây dựng trường bằng nguồn xã hội hóa. Nắm bắt được chủ trương này, Hội làm vườn thị trấn Châu Quỳ đã quyết định trồng tặng toàn bộ hệ thống cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Công trình đã được bàn giao cho trường mầm non đưa vào sử dụng. Ngay sau khi được bàn giao, nhà trường đã tập trung cho công tác nuôi dạy trẻ. Xác định đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ chốt, quyết định chất lượng giáo dục. Những năm qua, trường mầm non thị trấn Châu Quỳ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng chính trị cho giáo viên, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và 66% trên chuẩn. Đặc biệt trong những năm học gần đây, nhà trường đã tiên phong trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục và quản lý nhà trường. Bên cạnh công tác giáo dục, công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cũng được nhà trường chú trọng. Với hệ thống bếp ăn một chiều đạt chuẩn, các nguồn thực phẩm đều được cung cấp bởi những công ty thực phẩm sạch, được kiểm tra chặt chẽ từ khâu tiếp phẩm đến thành phẩm để có được thực đơn phong phú, tạo những bữa ăn ngon miệng, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho trẻ. Trẻ cũng được uống sữa để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày, không có trẻ suy dinh dưỡng hay béo phì. Chất lượng chăm sóc và giáo dục của trường luôn duy trì và tiếp tục được nâng cao. Kết quả chăm sóc nuôi dạy hàng năm của nhà trường luôn đạt 96% số trẻ đạt yêu cầu về kiến thức do Bộ quy định. Các phong trào thi đua được nhà trường triển khai có hiệu quả. Cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những việc làm, những chương trình hành động cụ thể, thiết thực và được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Gia Lâm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục mầm non. Với những nỗ lực trong công tác dạy và học, nhiều năm liền trường mầm non thị trấn Châu Quỳ được công nhận đơn vị điển hình tiên tiến với nhiều bằng khen, cờ thi đua của ngành giáo dục. Riêng năm học 2015-2016, trường mầm non thị trấn Châu Quỳ có 5 giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp thành phố. Đồng chí hiệu trưởng được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2009-2015. Để xứng đáng với những danh hiệu cao quý được trao tặng, những năm tới, Ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học,
nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện toàn diện cả về thể chất và trí tuệ cho trẻ. Tin rằng với sự đoàn kết thống nhất trong hội đồng sư phạm nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh với những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, trường mầm non thị trấn Châu Quỳ sẽ tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế là địa chỉ tin cậy số 1 của ngành giáo dục mầm non huyện Gia Lâm và thành phố Hà Nội, phấn đấu trở thành trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố.